Mỗi khi một kỳ chuyển nhượng trôi qua thì rất thường xuyên khán giả được chứng kiến viễn cảnh của một con buôn đích thực và một gã trọc phú lắm tiền nhưng lại tiêu hoang. Những con buôn đó từng là Monaco, Dortmund và gần nhất thì chính là Brighton tại chính xứ sương mù. Nhưng khi mà chim mòng biển ăn mừng thắng lợi với việc thanh lý được những cây hàng đắt hơn rất nhiều so với giá thị trường, Dortmund chắc phải tự kiểm điểm bản thân bởi vì dạo gần đây toàn bán rẻ như trò. Năm ngoái, họ biếu cho Man City hai ngôi sao là Manuel Akanji cùng với Erling Haaland với mức giá tính cả phụ phí còn chưa đến 100 triệu. Vào mùa hè năm nay thì di sản ấy lại tiếp tục được nối dài với trường hợp của Jude Bellingham. Chỉ cỡ 103 triệu euro cho một cầu thủ đang gồng gánh được hàng công của đội bóng. Một cái tên tái hiện được kỷ lục của Cristiano Ronaldo khi ra mắt đội bóng Hoàng gia với hàng loạt những bàn thắng mà mức giá trị sau 10 năm thì vẫn không có sự thay đổi. Đúng là lạm phát đang bỏ quên những thương vụ gắn liền với đội bóng vùng Rua rồi. Một chàng tiền vệ hào hoa đặt chân đến Santiago Bernabeu với rất nhiều sự mong đợi. Anh khoác lên mình chiếc áo số 5 của huyền thoại Zinedine Zidane, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ giống như thể Cristiano Ronaldo tái thế. Real Madrid vẫn mạnh nhưng đã từ rất lâu rồi, họ không có cho mình một biểu tượng thực sự trên hàng tấn công. Và mặc dù không phải là một chân chạy cánh, Jude Bellingham sẵn sàng nhấn ga đạp số, khiến cho đối thủ phải hít khói với những pha lạng lách đánh võng của mình. Phẩm chất kỹ thuật và đầu ra bàn thắng ở đấu trường La Liga nếu chưa thể thuyết phục được khán giả, vậy thì hãy mang Champions League tới đây nào. Có điều đây lại là sân chơi mà kền kền trắng có khi còn thoải mái hơn là đấu trường quốc nội. Trong trận ra quân của mình, thầy trò Carlo Ancelotti đã giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước đối thủ là Union Berlin. Trận đấu tưởng chừng như sẽ ngã ngũ với một kịch bản không bàn thắng, thì kỳ tích đến ở phút thứ 90+4. Số 5 mới đã xuất hiện đúng thời điểm, tạo nên một điểm chạm đầy cảm giác và làm bùng nổ cầu trường Santiago Bernabeu. Họ đã từng bùng nổ vỡ òa vì anh và hát lên điệu nhạc Hey Jude với bàn thắng quý giá trước đối thủ Getafe. Và giờ đây thì phẩm chất ngôi sao gánh đội đích thị là đã nằm trong con người này. Rồi anh sẽ cùng với tập thể của mình tiến tới những chiến thắng theo những cách cảm xúc nhất. 6 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 7 lần ra sân tại La Liga. Biết đến bao giờ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới tìm được một cầu thủ đặc biệt đến như thế. Hiện tượng 10 năm có một này, thậm chí cũng chẳng gặp phải bất cứ vấn đề nào khi phải lãnh sướng hàng công tại đấu trường Champions League. Mặc dù trong sơ đồ đội hình 4-3-1-2, đôi khi là 4-4-2 kim cương, không có một tiền đạo đích thực nào, thì thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn có thể đặt niềm tin vào một số 10, song hành cùng với hai chân chạy cánh vẫn đang rất ăn ý. Sau trận đấu xuất sắc cùng với tập thể của mình, khi có được một bàn và một kiến tạo trước Girona, thì tiền vệ người Anh tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát một cách nghiễm nhiên tại lượt trận thứ 2 Champions League. Napoli là một đối thủ đã có sự thăng tiến vượt bậc trong mùa giải trước và vào tới tận trận tứ kết. Nhưng họ đang gặp phải một đối địch vẫn phải được xem là ông vua của giải đấu này bất kể thời điểm nào. Việc vào đến bán kết với Real Madrid tại C1 là chuyện thường ngày ở huyện, còn họ cũng thường xuyên đặt chân đến hẳn trận đấu cuối cùng cơ. Vì thế mà ngay cả khi bất ngờ xuất hiện ở phút thi đấu thứ 19, trung vệ đóng thế Leo Ostiga có pha bật cao đánh đầu từ một tình huống lộn xộn để mở điểm cho Napoli, thì cái cau mày quen thuộc của Ancelotti không thể nào giúp cho những cổ động viên của đội bóng nước Ý cảm thấy hết sự bất an. Và quả thực thì chỉ 8 phút sau thôi, thế quân bình đã được tạo ra. Số 5 đã nhanh chóng duỗi chân để cắt trái bóng từ đường truyền sang ngang của Di Lorenzo phía bên kia. Thế rồi anh tung ra một cú chọc khe ra cánh vừa đủ để Vinicius Junior có không gian và thời gian tạo nên một pha đặt lòng điểm 10. Số 7 thi đấu rất hay, nhưng chắc chắn công lớn nhất trong tình huống pressing tầm cao này phải kể đến cựu sao của Dortmund rồi. Jude Bellingham, anh ta có thể làm được những gì đây? Vài lượt trận đầu tiên tại La Liga thì khán giả chứng kiến một cầu thủ có khả năng dứt điểm rất nhạy bén và chạy chỗ tốt. Sức trẻ và sự trực diện cũng giúp cho anh thường xuyên đưa ra được những quyết định chớp nhoáng và vô cùng chính xác. Bàn thắng gỡ hòa trước Napoli thể hiện thực sự tập trung và nhãn quan xuất sắc của cầu thủ này khi đọc vị đối phương từ A đến Z. Nhưng đến cái mức mà anh còn có thể tự mình tả xung hữu đột, biến hàng loạt những cái bóng áo xanh trở thành những gã hề đúng nghĩa, thì đúng là rất khó có khán giả nào mong đợi từ đầu. Phút thứ 34 vừa trôi qua được chừng 20 giây, Jude Bellingham nhận đường bóng từ Camavinga mà trước mặt anh là hai tiền đạo vẫn đang nỗ lực tại chỗ để tìm khoảng trống. Hai cái bóng áo xanh phía sau vẫn cố gắng đuổi. Những trung vệ cảm thấy mùi không thơm nên bắt đầu lùi lại và trực chờ một cú tắc bóng chính xác. Và rồi thì chẳng có cái bóng áo thiên thanh nào cản bước được sự lắt léo của số 5 phía bên kia. Thế là một siêu phẩm solo tại sân vận động Diego Maradona xuất hiện trước sự lặng thinh của bốn bề khán đài.
Một chút sự tĩnh lặng có lẽ là phù hợp khi mà dấu ấn một thời của cố huyền thoại nơi đây được đối thủ bên kia tái hiện. Năm ngoái thì trong trận tứ kết đó là Rafael Leao, và giờ thì là Jude Bellingham cùng với đường chạy thẳng một mạch vào trung lộ để rồi làm rung mảnh lưới Meret lần thứ hai. Số 5 chạy ra một góc khán đài và hướng ánh mắt đầy ngạo nghễ cùng với cái dáng tay quen thuộc. Đã từ rất lâu rồi thì một khoảnh khắc kinh điển, biểu tượng như thế mới xuất hiện từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đó là thời điểm mà bất cứ những sự nghi ngờ nào còn xuất hiện về phía chàng tân binh đến từ Borussia Dortmund với mức giá chỉ 100 triệu euro bị đập tan như một cái ly thủy tinh. Real Madrid đúng là trúng quả đậm rồi, và chắc họ sẽ phải chỉ giáo cho Manchester United hay là rất nhiều đội bóng nước Anh khác được cách mua người mất thôi. Hàng tấn công đang nhanh chóng tạo ra được cách biệt. Tuyến giữa của tập thể này cũng sở hữu những đôi chân mềm mại và rất khó để bị tước đoạt quyền kiểm soát. Vấn đề chỉ nằm ở hàng phòng ngự với báo thủ mang tên đội trưởng Nacho Fernandez. Trận gặp Girona vừa rồi thì anh nhận về tấm thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trước đối thủ là Osasuna. Còn ở trận đấu gặp Napoli này thì số 6 để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và rồi thì Zielinski săn bằng cách biệt ở phút thứ 54. Vậy là kế nghi binh của Carlo Ancelotti đã không thể thành công và họ đã có những sự thay đổi từ những vị trí đã thấm mệt để cải thiện chất lượng đầu ra bàn thắng. Tuy nhiên, thật tiếc là Vinicius Junior trong 5 lần tiếp theo dứt điểm không khi nào nên duyên với mảnh lưới của Napoli thêm nữa. Phải cho đến khi cây pháo cối Federico Valverde, cái cầu thủ mà năm ngoái khán giả nhắc đến với một thái độ trầm trồ, tung ra quả đại bác của mình ở phút thứ 78, thì cuộc chơi mới ngã ngũ. Cú sút của tiền vệ người Uruguay dội vào xà ngang và sau đó đập vào thủ thành Meret, chấm hết ước mơ có được chiến thắng thứ hai của Napoli. Sau trận đấu, dĩ nhiên Jude Bellingham là ngôi sao sáng nhất với một đường kiến tạo tinh tế và một siêu phẩm solo có khởi điểm từ giữa sân. Tỷ lệ chuyền chính xác của anh đạt tới 93% và khả năng tranh chấp thì là 8 trên 11 lần thành công. Vì thế như thường lệ thì chiến lược gia người Italia chẳng chút nào tiếc lời khen ngợi cho bản hợp đồng siêu hời của đội nhà. Điều ấn tượng nhất về Jude Bellingham đó là anh ấy chỉ mới 20 tuổi. Vậy mà chàng trai này thi đấu với một sự trưởng thành như thể đã 30 vậy. Thật là hiếm có khi chứng kiến được chất lượng của một cầu thủ trẻ đến như vậy. Rõ ràng là anh ấy làm bất ngờ tất cả mọi người rồi. Về cách thức hoạt động của hàng tấn công gồm 3 cầu thủ trẻ, Carlo Ancelotti đã cho biết sau trận đấu. Trong hiệp đầu tiên, Bellingham và Rodrigo lùi có phần sâu hơn và điều đó khiến cho Napoli gặp phải vấn đề trong khâu thi triển. Bellingham, Rodrigo và Valverde có một vai trò rất quan trọng. Chúng tôi hỏi Vinicius để tìm ra vị trí mà anh ấy cảm thấy tốt nhất. Và anh ta thì luôn muốn chơi rộng ra bên cánh ở một số thời điểm. Bellingham phải thích nghi khi điều đó xảy ra. Tôi nghĩ Bellingham và Vinicius đã phối hợp với nhau tốt và việc họ cùng tạo nên những sức ép bên hành lang cánh trái đã tạo nên rất nhiều mối nguy hiểm. Màn trình diễn vừa qua đem tới chiến thắng thứ hai cho Real Madrid tại đấu trường Champions League. Chỉ cần sạc pin có đúng một ngày thi đấu trước Las Palmas thôi là số 5 lại tiếp tục đem tới chất lượng thi đấu xứng đáng từng xu của đội bóng chủ quản. Với một đội bóng được xem như cáo già của thị trường chuyển nhượng đã từ lâu, Real Madrid đã tiếp tục có một món hời của thập kỷ, hứa hẹn sẽ đem tới cho họ một bước đệm vững chắc cho hành trình chinh phục ngay trong mùa giải năm nay. Thứ DNA của một nhà vô địch cúp châu Âu kết hợp với một tài năng hiếm có khó tìm và một bậc thầy chiến thuật đã quen đánh đầu thắng đó. Liệu có đối thủ nào sẵn sàng cản bước đội bóng Hoàng gia thành Madrid nữa không đây?